Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình xin sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài viết rất là hay ở trên tạp chí Guitar World. 7 cái lỗi thường gặp của các bạn khi mà tập đàn nhưng mà không biết cách sửa như thế nào. Đôi lúc các bạn thấy rằng là nó hiện diện xung quanh cái vấn đề của mình mà mình không biết cách giải quyết như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói qua 7 cái lỗi này và cái cách khắc phục để giúp cho các bạn tiến bộ nhanh hơn nhé. Ok, bắt đầu với cái lỗi đầu tiên. Cái không đặt mục tiêu là một cái rất là phổ biến khi mà các bạn tập đánh đàn. Và chính vì điều đó nó sẽ làm cho các bạn cứ loay hoay mãi mà không thấy mà mình tiến bộ được bao nhiêu. Ví dụ như mình thích blues chẳng hạn, nhưng mà mình không tìm hiểu về là blues scale ha, mình lại dành thời gian để mình điểm bolero hoặc là mình tập mấy cái điệu disco, điệu bop gì đó, thì chắc chắn rằng là kiến thức của mình nghiên cứu về blues nó sẽ không có. Và khi các bạn đòi hỏi là mình nói ok khoảng 3 tháng nữa mình phải đánh được một vài cái câu lick blues thì nó sẽ không xảy ra được. Do đó các bạn phải đặt được cái mục tiêu và đặt được cái thời gian của mình, và sau đó chúng ta sẽ xem rằng là ví dụ tôi thích blues, tôi phải học về cái gì? Tôi phải nghiên cứu về pentatonic. Ok, pentatonic tập xong rồi thì thêm cái nốt blues như thế nào? Thì sau cái đó xong chúng ta phải nghiên cứu tiếp. 12 bar blues là gì? Cái điểm như thế nào? Nghiên cứu tôi cái kiểu blue này blue kia, sau đó tập một số cái câu lick blue, một số câu lick blue. Đó, thì như vậy các bạn sẽ tiệm cận với cái mục đích của mình hơn. Rồi, cái vấn đề thứ hai đó là tốn thời gian lúc tập luyện. Tốn thời gian ở đây nó cũng liên quan tới cái phần đầu các bạn, tức là các bạn có thể bỏ cuộc sớm quá. Ví dụ các bạn đang cũng nghiên cứu về blues, các bạn muốn tập một vài cái câu last, câu blues hay mà mình yêu thích của ví dụ như của Gary Moore chẳng hạn, nhưng mà các bạn vừa vô các bạn đánh một vài câu, Ben đào thải quá, rồi sau đó các bạn xả chàng và quay trở lại đánh những thứ các bạn quen thuộc gì đó, hoặc là đánh mấy câu dễ. Thì chính vì các bạn không có kiên trì cho nên các bạn đụng cái khó khăn là các bạn tập vài lần các bạn bỏ, và các bạn quay trở lại các bạn đánh những cái các bạn đã thành thục rồi. Dĩ nhiên cái việc các bạn đánh những thứ các bạn thường xuyên tập nó sẽ giúp ích, bởi vì nó tạo nên được cái phong cách riêng của các bạn, và coi như là chúng ta sẽ không sợ sai khi chúng ta đánh cái đó. Nhưng trường hợp các bạn muốn tập một cái mới nào đó, các bạn phải dành thời gian riêng cho nó. Do đó nên sắp xếp lại cái thời gian tập luyện của bạn giữa cái cũ và cái mới. Ví dụ như các bạn có 30 phút tập luyện ngày, chúng ta dành khoảng cỡ 20 phút ha, chúng ta luyện những kỹ năng của chúng ta thật thành thạo, và 10 phút chúng ta phải tập cho được một cái mới. Còn nếu không được, ngày hôm sau chúng ta phải tập luyện được cái đó. Ví dụ các bạn đặt mục tiêu các bạn tập một cái câu lý chân, nếu hôm nay chúng ta đánh chưa đúng nhịp lắm, hoặc là nó bend chúng ta chưa có hay lắm, thì ngày hôm sau chúng ta cố gắng tập tiếp cho đến khi thành thục được cái câu này, thì hàng ngày chúng ta mới có thể nạp thêm những cái điểm mới mẻ cho mình được nha. Rồi, ok, cái vấn đề thứ ba này thì các bạn tự tập bị rất là nhiều. Mình cũng đã làm một clip trong cái series dành cho các bạn tự tập để nói về kỹ thuật đánh phím và cái cách điểm cơ bản cho bạn. Thì khi các bạn tự tập tự mò mẫm thì các bạn không biết là cái nào nó sẽ phù hợp, do đó các bạn sẽ lấy cái bản năng của mình ra, các bạn bạn so sánh nó dễ hơn. Ví dụ các bạn đánh cái phím từ trên xuống, các bạn cảm thấy là nó dễ hơn các bạn đánh phím lên, do đó các bạn cứ đánh phím xuống thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra tập cái đó sai. Còn khi điểm thì các bạn dùng nguyên cái tập,
đánh như thế này chứ không phải dùng cái cỏ tay thôi, đúng không? À, do đó khi mở ra phải nghiên cứu để mình xem sơ một số cái bài giải của những người uy tín, hoặc là đọc thêm để xem cái nào phù hợp và cố gắng thay đổi, cố gắng thay đổi cái bản năng của mình để tập. Dĩ nhiên lúc đầu các bạn mới tập mà cũng khó quá, nhưng khi tập xong rồi các bạn mới thấy wow, nó hiệu quả. Cái hiệu quả nó quan trọng hơn nha các bạn. Do đó chúng ta phải tập luyện lại cái tay phím của các bạn để đánh làm sao chỉ cổ tay thôi cho linh hoạt. Khi điểm thì cũng cũng dùng cổ tay. Còn khi các bạn muốn tạo một cách giống như một số dân rocker gì đó, sau này chúng ta phát triển rồi chúng ta có thể đánh được những kiểu chuyên chỉ phạm mút rồi điểm, thì lúc đó nó là khác ha. Nên nhớ điều đó, tập đúng ngay từ đầu nó rất quan trọng. Rồi cái kỹ thuật cái thứ tư này thì gặp rất là nhiều, đó chính là không biết bịt dây. Tức là khi các bạn đánh, các bạn đánh nó bị ồn ra những cái dây không mong muốn, mà tiếng Anh người ta gọi là unwanted noise, tức là những cái âm thanh ồn mà không mong muốn. Mà nếu các bạn có đánh guitar điện, hay là khi các bạn mà đánh vô cái ampli lớn chung á, thì các bạn sẽ thấy nó rõ, các bạn không biết đánh là nó bị ngay. Thế các bạn có thể đánh riêng các bạn như thế này đó, thì các bạn thấy là đôi lúc mà không nghe được, nhưng mà ghim chung vô đánh chung bàn, hoặc là các bạn đánh guitar điện chẳng hạn mà nó đập phơ lên, cái tiếng ồn của bạn nó xảy ra ngay. Họ phải tập bịt dây, tức là thường thì như thế này, ba cái dây trên này nè, các bạn bịt bằng cái phần này của cánh tay phải. Còn ba cái dây dưới thì chúng ta dùng cái ngón trỏ chúng ta bịt. Tức là cái nốt nào cần thiết thì chúng ta đánh, còn bịt nào chúng ta cố gắng bịt lại để nó không bị xảy ra những tiếng ồn không cần thiết. Hoặc là khi các bạn chạm ra cái tay của bạn đánh á, nó đụng vô các dây đó thì nó cũng không bị ảnh hưởng nha. Rồi cái thứ năm này thì các bạn không có sử dụng tối đa được cái đầu ngón tay của bạn khi các bạn bật, mà các bạn có xu hướng các bạn bẻ nó xuống như thế này, các bạn đánh như thế này thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Bởi vì có những câu các bạn vẫn phải dùng cái kiểu đánh flat như thế này, tức là chậm như thế này chứ không phải đầu ngón tay, nhưng mà điều đó câu đó nó ít hơn so với các bạn dùng đúng cái đầu ngón tay. Đúng đầu ngón tay như thế này nó sẽ không bị chạm và nó sẽ bịt cái dây tốt cho các bạn, giống như mình nói lúc nãy, và các bạn tạo được cái lực nó tốt nhất ha, cái đầu ngón tay, và đưa cái tay của bạn có thể chạy được tốt nhất. Các bạn không thể mà bấm như thế này mà các bạn vươn xa mà các bạn đánh được. Các bạn khi mà đưa cái cổ tay lên như thế này, cái đầu ngón tay vô thì các bạn có thể đánh xa được. Một số câu đặc trưng các bạn không thể bấm đầu ngón tay khi bạn đánh double stroke, tức là ví dụ nha, thì lúc này chúng ta mới dùng cái chiêu như thế này ha. Còn những trường hợp khác khi các bạn đánh cái nốt rải bằng bình thường thì chúng ta nên, đúng không, chúng ta nên bấm đúng vô ngay cái đầu ngón tay, nó sẽ tốt hơn rất nhiều ha. Rồi một cái lỗi tiếp theo là cực kỳ phổ biến, đó chính là các bạn không lên dây khi đánh. Đây là một cái lỗi tai hại ha, rất là tai hại. Các bạn chỉ ôm cái đàn với màn rải sơ vậy đó, giờ các bạn cứ chắc là được rồi, thế là bài vô đánh nha. Thì khi các bạn đánh như vậy, các nốt nó không chuẩn về mặt âm thanh. Nếu mà nó sai chút ít thì cũng không đến nỗi, mà đôi lúc nó sai nhiều quá, các bạn nghe cái nốt nó rất quen cái lỗ tai, thì khi các bạn tập hoặc là người khác đánh, các bạn khó nhận ra được người ta đang đánh cái gì. Và chính là cái đó nó luyện cái lỗ tai của mình một cái hướng rất là sai. Và sau này các bạn hay nói mình hỏi anh ơi học cảm âm như thế nào, một trong những yếu tố quan trọng nhất hãy lên dây đàn đúng trước khi tập nha. Rồi phần tiếp theo đó là không áp dụng những gì các bạn học. Ví dụ các bạn học hợp âm son trưởng, bấm son trưởng xong rồi, nhưng các bạn không tìm kiếm được cái đoạn nào có liên quan tới son trưởng các bạn tập, hoặc không tìm kiếm bài hát nào liên quan tới son trưởng để các bạn tập, thì điều đó nó sẽ không giúp ích cho cái việc các bạn học. Giống như các bạn có học mà không có thực hành vậy đó. Ví dụ như các bạn bây giờ các bạn tập son trưởng, các bạn tập la trưởng xong rồi mà các bạn không kiếm cái bài hát liên quan, các bạn cứ tối ngày các bạn cứ la thứ, các bạn điểm bolero la thứ ví dụ vậy, sau đó rê thứ 17, các bạn đánh cái bài đó quen thuộc hoài, trong khi chúng ta tập được cái son trưởng hoặc là la trưởng mới, nhưng các bạn không tìm kiếm bài hát các bạn tập,
thì lúc đó cái kỹ năng khi sau này các bạn chuyển cái hợp âm đó cũng rất là khó khăn. Do đó hãy tập học được một cái gì đó mới, hãy cố gắng kiếm cái môi trường nào đó để các bạn áp dụng nó vô bài hát, một câu lyric để cho rèn luyện cái kỹ năng của bạn tốt hơn. Rồi phần cuối cùng đó chính là không, các bạn không có gọi là chuẩn bị cái cây đàn hoặc là các thứ liên quan cho tốt nhất có thể. Dĩ nhiên là tiền bạc nó cũng không quá quyết định trong cái vấn đề tập đàn, nhưng nếu các bạn cố gắng để làm nó tốt nhất có thể thì nó sẽ tạo nên cái bước tiến cho các bạn tốt hơn. Các bạn nghĩ rằng các bạn có trong tay một cái cây đàn tốt giá 3-4 triệu, setup action tốt, các phím chuẩn, bấm tương đối nhẹ tay, không quá nặng, thì chắc chắn các bạn tập nó sẽ tốt hơn một cái cây đàn chỉ có 700-800 ngàn, ngăn bấm thì quá cao, đúng không? Các nốt không chuẩn, đánh thì rè rè, hư nốt này, hư nốt kia, thì chắc chắn nó sẽ kéo lùi các bạn nhiều. Do đó, các bạn nếu cố gắng, ví dụ như bây giờ, các bạn cần mua một cái, muốn tập quá đi, nhưng mà bây giờ chỉ có 700-800 ngàn thôi. Cố gắng thêm, để dành thêm 2-3 tháng nữa, đừng vội, để chúng ta có được khoảng cỡ 1 triệu, 3 triệu 4 triệu rưỡi gì đó chúng ta mua một cây đàn tốt hơn. Còn nếu các bạn có điều kiện hơn ở mua một cây đàn 3-4 triệu tập. Còn nếu bạn nào có điều kiện hơn nữa mua cây đàn ngon hơn, mua thêm cái am nữa, cái am ly bạn về để ghim chúng ta tập đánh lớn hơn, chỉnh tới chỉnh lui, bạn nghiên cứu cũng thành hơn, thì nó rất là tốt và nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện tập rất là nhiều. Bởi vì với các điều kiện tốt như vậy, các bạn cố gắng nữa thì các bạn sẽ tập nó tiến nhanh hơn. Còn những cái từ cái cây đàn của bạn nó quá tệ rồi thì các bạn từ đầu các bạn tập rồi bạn đã nản, các bạn đánh vô xong nghe âm thanh nó đã quá chán, tập thì nó quá đau tai chẳng hạn, thì người ta có thể tập một tiếng đồng hồ, mình tập mới nửa tiếng là mình đã quá đau tai khi nghĩ rồi, dĩ nhiên nó sẽ kéo luôn các bạn lại ha. Thì hy vọng là với những cái chia sẻ nhỏ nhỏ như thế này sẽ giúp các bạn xem lại cái quá trình của mình, và có những cái vấn đề nào các bạn đang bị vướng phải thì hãy cố gắng vượt qua.